Nếu bạn nghèo và không có tiền để tự xây ước mơ của mình, thì người giàu sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. 1. Bạn cần làm dê hay làm cáo? Trên thực tế, cứ 10% người kiếm tiền thì có đến 90% người mất tiền. Đó vốn là định luật của thị trường, bất luận là chứng khoán, mở công ty hay doanh nghiệp đều không thay đổi. Nếu người người đều kiếm tiền thì lấy ai tiêu tiền? Vậy thì tiền chạy đi đâu mất? Người trong thiên hạ không phải ai cũng đều giàu có, cũng không phải ai cũng đều là người nghèo. Nhưng người giàu vĩnh viễn luôn ít hơn người nghèo. Đây là quy luật, khó ai có thể thay đổi được. Thế nhưng kiếm tiền cũng có phương pháp của nó, tức là bạn sẽ làm người nằm trong số 10% đó, chứ đừng nằm trong đa số 90% kia. Để trở thành một người giàu có, bạn nên thay đổi tư tưởng và quan niệm của mình. Tư duy của người giàu sẽ khác hẳn với tư duy của hầu hết tất cả mọi người. Có người nói, thay đổi phương hướng, bạn sẽ là người đầu tiên. Bởi vì đại đa số cùng chung một hướng, thiên quân vạn mã đều có cùng một ý tưởng, cùng một hành vi, cùng giống như một toán người mù, một đàn dê cừu không khác. Bạn cần làm dê hay làm cáo? Anh hùng luận thành bại, tài phú trong thiên hạ sẽ là ai? 10% trong số đó sẽ giữ 90% của cải, còn 90% đại đa số lại chỉ nắm 10% tiền tài. Bạn muốn giàu có, bạn phải nghiên cứu phương pháp làm giàu, nghiên cứu tư tưởng cũng như hành vi của những người giàu. Làm như những người giàu làm, phải có tham vọng, làm những việc phi thường, rất nhanh bạn sẽ trở nên giàu có. Có câu, phú nhân từ lai niên, cùng nhân từ nhãn tiền. Có nghĩa là, giàu có nghĩ chuyện sang năm, nghèo lo trước mắt xem nhằm vào đâu. Đây chính là định luật kiếm tiền đầu tiên. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền thì khó, nhưng biết cách thì lại dễ. Hỏi trời đất bao la, thế gian kia ai là bá chủ giàu có? Vì sao họ có thể kiếm tiền, còn bạn thì không? Suy cho cùng, muốn kiếm tiền thì phải thích tiền, phải có nhận thức chính xác về tiền. Nếu không, tiền sẽ không tự tìm tới bạn. Đồng tiền không có lỗi, nó chỉ là hóa thân của giá trị, là hiện thân của hiện thực, là sự hồi đáp của trí tuệ. Có câu, nhân dĩ loại tụ, vật dĩ quần phân, ý chỉ, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Bạn phải có một sự quan tâm nhất định đối với đồng tiền, cảm giác thích thú kiếm tiền, thích tiền thì tiền ắt thích bạn. Đây tuyệt đối không phải là chủ nghĩa lấy sự sùng bái kim tiền làm trung tâm hành động, mà là định luật vận hành của kim tiền. Không tin thì bạn hãy thử nhìn xem. Tất cả người giàu đều rất thích tiền, đều có thể chơi với tiền thật vui vẻ. Không tin, bạn hãy nhìn xem như Bill Gates, Warren Buffett, Soros họ như thế nào. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền thật dễ dàng. Bạn cần phải xác lập rõ quan niệm trên. Nếu bạn cảm thấy kiếm tiền thật khó, thì kiếm tiền sẽ trở nên vô cùng khó khăn với bạn. Những nhà đại phú không bao giờ có khái niệm rằng kiếm tiền quá khó khăn, mà họ chỉ cảm thấy tiêu tiền mới là khó. Bạn phải ghi nhớ rằng kiếm tiền thực chất rất dễ dàng. Động não một tí thì tiền sẽ đến với bạn. Đây không phải là dạy bạn khoe khoang, mà đây chính là nền tảng tư tưởng của những người kiếm nhiều tiền và những nhà triệu phú. Bạn không thể không nhìn nhận. Có nhận thức chính xác về tiền và thiết lập quan niệm chính xác về tiền, đây chính là định luật kiếm tiền thứ hai. Tiếp theo, phương pháp kiếm tiền nhiều nhất là phương pháp đơn giản nhất. Thiên hạ có ngàn vạn cách kiếm tiền, nhưng phương pháp kiếm tiền nhiều nhất lại là phương pháp đơn giản nhất. Mặc dù tất cả mọi con đường đều tới đích, nhưng chọn con đường đơn giản nhất để đi mới là tốt nhất. Những phương pháp phức tạp thường là cách kiếm tiền ít hiệu quả, còn những phương pháp đơn giản mới thực sự là cách kiếm được nhiều tiền. Lấy ví dụ như Bill Gates, chỉ làm về phần mềm, ông trở thành người giàu có nhất thế giới. Warren Buffett chuyên về chứng khoán và cũng nhanh chóng trở thành tỷ phú. Nhà văn nữ người Anh Rowling hơn 40 tuổi mới bắt đầu viết Harry Potter và bất ngờ trở thành nhà nữ tỷ phú. Nói một cách cụ thể hơn, mỗi ngành công nghiệp đều có phương pháp kiếm tiền lớn. Trong ngành bán lẻ, Walmart luôn tuân thủ khái niệm giá rẻ hàng ngày, cố gắng để giành chiến thắng ở mức giá thấp nhất. Kết quả là lại đứng đầu thế giới về mức lợi nhuận. Trong thị trường chứng khoán, Warren Buffett luôn khẳng định rằng nếu tôi không muốn giữ cổ phiếu trong vòng 10 năm, thì tôi căn bản không thể chạm vào nó.
Sau thất bại ở Nhật Bản, thạc sĩ chất lượng Mỹ Demingbo được mời sang Nhật để giảng dạy cho Matsushita, Sony, Honda và nhiều công ty khác. Ông chỉ mới nói đến phương pháp đơn giản nhất, đó là mỗi ngày tiến bộ 1%. Kết quả, những xí nghiệp trên của Nhật Bản đã làm theo và đạt được hiệu ứng thật kỳ diệu. Có thể nói rằng, sự vực dậy của nền kinh tế hậu chiến của Nhật Bản có sự đóng góp to lớn của tiến sĩ Deming. Bạn có thấy rằng phương pháp của họ thật rất đơn giản không? Phương pháp kiếm tiền đơn giản nhất mới là phương pháp kiếm tiền lớn, còn phương pháp phức tạp lại là phương pháp kiếm tiền nhỏ. Đây chính là định luật kiếm tiền thứ 3. Tiếp theo, muốn kiếm nhiều tiền nhất định phải có mục tiêu. Hoa nở ngàn năm đều như một, kiếm tiền vạn kiếp khác xa nhau. Nhưng có một điểm đều giống nhau, đó là bạn muốn kiếm tiền thì nhất định phải có mục tiêu. Con đường đi đến thành công đều do mục tiêu quyết định. Người không có mục tiêu thì chỉ đang hoàn thành mục tiêu cho người khác. Người có mục tiêu lớn thì kiếm nhiều tiền. Người có mục tiêu bé hơn thì kiếm ít tiền hơn. Còn những người không có mục tiêu thì luôn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Vậy bạn thuộc kiểu người nào? Muốn kiếm tiền thì phải tham vọng kiếm tiền. Vậy tham vọng kiếm tiền là gì? Tham vọng tức là mục tiêu, là lý tưởng, là mộng ước, là động lực để cố gắng và hành động. Hãy thử nhìn xem, người tài trong thiên hạ đều là những người có tham vọng lớn, chẳng hạn như Rockefeller, Bill Gates, v.v. Không có tham vọng làm giàu thì sẽ không có người giàu. Có tham vọng không phải là điều gì xấu, có tham vọng thì mới có động lực, có phương pháp và dám hành động. Tham vọng kiếm tiền phải thật là lớn. Đây không phải là dạy bạn làm điều xấu, nhưng tham vọng xấu xa thì càng ít càng tốt. Bắt đầu từ lúc này, bạn hãy hình thành cho mình một tham vọng, thiết lập mục tiêu kiếm tiền, sau đó phải có kế hoạch cụ thể và bắt đầu dũng cảm để hành động. Vạn sự khởi đầu nan, có mục tiêu rồi thì sẽ không khó nữa. Thiên hạ này không có xí nghiệp nào là không kiếm tiền, không có phương pháp nào là không ra tiền, mà chỉ có những người không biết cách kiếm tiền mà thôi. Lấy ngắn nuôi dài, muốn kiếm tiền thì nhất định phải có mục tiêu và tham vọng kiếm tiền. Đó là định luật kiếm tiền thứ 4. Thứ 5, phải dùng đầu óc để kiếm tiền. Thiên hạ ai ai cũng muốn kiếm tiền và tìm mọi cách để có được lợi nhuận. Trong thời đại của sự giàu có, bạn nhất định phải dùng cái đầu để kiếm tiền. Bạn đã nhìn thấy ai dùng tứ chi để kiếm tiền chưa? Một số vận động viên kiếm được rất nhiều tiền, nhưng theo Michael Jordan nói, tôi không dùng tứ chi để đánh bóng mà là dùng cái đầu để chơi bóng. Dùng tứ chi mà không dùng đầu óc thì chỉ là công cụ của người khác, là nô lệ của những người có đầu óc và là những người kiếm tiền không nổi. Dùng tứ chi để kiếm tiền thì chỉ kiếm ít tiền thôi, còn dùng đầu óc để kiếm tiền thì mới là những người kiếm tiền lớn. Tất cả những người giàu có trên thế giới đều dùng đầu óc để kiếm tiền. Bạn chỉ xem họ như những quả trứng rỗng thì họ lại nhanh chóng trở thành đại phú bởi vì họ biết sử dụng cái đầu của mình. Tỷ phú Rockefeller từng nói, nếu bạn lấy đi tất cả tài sản của tôi và ném tôi vào sa mạc thì chỉ cần một chú lạc đà đi qua thì rất nhanh tôi sẽ giàu có lại. Bạn hãy nhìn vào họ mà xem, chỉ cần dùng cái đầu để nói chuyện thì thất bại rồi cũng sẽ thành công. Kiếm lại tiền không là vấn đề gì to tát cả. Tôi xin trân trọng thông báo với tất cả mọi người, muốn kiếm tiền thì phải suy nghĩ, nghĩ thấu đáo rồi thì hành động. Đảm bảo rằng bạn sẽ có bội thu. Hãy mở rộng cánh cửa tri thức của bạn đi, dùng đầu óc để kiếm tiền. Đó chính là định luật kiếm tiền thứ 5. Thứ 6, muốn kiếm nhiều tiền nhất định phải liều. Trời đất rộng lớn, đầu đầu cũng có tài phú. Chỉ là bạn có dám hành động hay không mà thôi. Tiền lúc nào cũng hấp dẫn, nhưng để kiếm được tiền thì nhất định phải dũng cảm hành động. Không có bữa ăn nào là miễn phí, và cũng chẳng có chiếc bánh bao nào tự dưng rơi xuống đầu bạn. Không hành động thì bạn sẽ không kiếm được tiền. Dám nghĩ thì phải dám làm. Không dám mạo hiểm thì chỉ kiếm được số tiền ít ỏi mà thôi. Tôi làm thì tôi có. Hãy nhìn xem các bậc anh hùng tài phú trong thiên hạ, chả phải họ đều là những người can đảm, am hiểu và có động lực thực hiện mong muốn của mình sao? Nhớ lại năm xưa khi Bill Gates từ bỏ theo học tại trường đại học hàng đầu Harvard, một tay tạo ra phần mềm Microsoft. Đấy há chẳng phải quá mạo hiểm hay sao? Tỷ phú trẻ nhất của nước Mỹ, Mike Dell, thời còn học đại học,
đã lắp ráp máy tính để bán và cuối cùng thành lập nên tập đoàn máy tính tên tuổi. Ông ấy có đáng để nhìn vào và ngưỡng mộ. Hiện tại có rất nhiều người đang bàn luận về việc làm giàu, nhưng nói thì nhiều mà làm thì ít. Bạn cần biết rằng, nói chỉ là đầy tớ để làm, còn làm thì mới là bậc thầy để nói. Khi bạn nói bạn muốn làm điều gì đó thì bạn phải cố gắng để đạt được nó. Có những điều tưởng chừng như rất khó, nhưng khi bắt tay vào làm, ắt có cách để tiến. Thấy khó mà quẳng gánh quay đầu thì vĩnh viễn bạn không làm nổi việc gì cả. Chỉ có dùng cái đầu để suy đoán và đanh thép liều lĩnh đi tiếp thì mới bứt phá thành công. Nhà triết học chủ nghĩa hành động của Đức đã từng nói: Hành động, đó là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Muốn làm giàu phải nhanh chóng hành động, sự sợ hãi sẽ cản đường bạn. Nên nhớ rằng, lợi nhuận và rủi ro luôn tỷ lệ thuận với nhau. Vậy nên, muốn kiếm tiền thì nhất định phải liều. Đó là định luật kiếm tiền thứ 6. Thứ 7, muốn kiếm nhiều tiền thì nhất định phải học cách kiếm. Người thông minh trong thiên hạ rất nhiều, nhưng tại vì sao tuyệt đại đa số người thông minh lại không giàu? Dưới thời đại của tài trí, muốn kiếm tiền nhất định phải học cách kiếm tiền. Bạn đã từng học cách kiếm tiền chưa? Tuyệt đại đa số sẽ nói là chưa. Do đó tuyệt đại đa số đều chưa biết cách kiếm tiền. Chúng ta học tiểu học, trung học và cả đại học nữa đều sẽ chưa học cách kiếm tiền. Ngay cả các ngành học liên quan đến tài chính, kinh tế cũng chưa học đến kiến thức kiếm tiền thực sự. Xem ra ngành giáo dục của chúng ta đang có lỗ hổng lớn. Những người nghèo mà thông minh vốn dĩ chỉ có chỉ số IQ rất cao, nhưng tài chính của các bạn thì quá thấp, quá đáng thương. Tuy nhiên, như Gorky đã từng nói, tự học là một trường đại học không có bức tường ngăn cản. Các bạn đều có thể tự học cách kiếm tiền. Con người không phải ai sinh ra cũng đều thông minh. Có ai bẩm sinh đã biết kiếm tiền đâu. Tài chính và IQ không giống nhau. IQ vốn có cả thành phần thiên bẩm, còn kiếm tiền thì 100% đều do sau này học hỏi mà có. Các nhà đại phú không phải vừa sinh ra thì đã biết kiếm tiền, nhưng bọn họ đều có chung hai đặc điểm. Một là có tham vọng kiếm tiền, hai là có học lực cao. Đó là bởi họ một lòng muốn học cách kiếm tiền, do đó họ đã vượt qua những người bình thường khác và leo lên đỉnh cao của sự giàu có. Thông minh không có nghĩa là khôn ngoan, và thông minh không phải để kiếm ra tiền. Khôn ngoan mới có thể kiếm ra thật nhiều tiền. Tự làm giàu chân chính, học lực không nhất định phải cao, nhưng nhất định phải có sự khôn ngoan. Bọn họ đều là những người rất chuyên tâm học cách kiếm tiền. Họ thông qua việc học để bước vào quy luật kiếm tiền, làm chủ cánh cửa kiếm tiền và dần dần bước lên trở thành một anh hùng đại phú. Khi bạn đã lĩnh hội được cách để kiếm tiền, thì khi đó căn bản bạn đã hình thành nên cách để đi đến cánh cửa kiếm ra tiền. Học cách kiếm tiền như thế nào? Đây là định luật kiếm tiền thứ 7. Thứ 8, muốn kiếm nhiều tiền, bắt buộc phải lựa chọn. Phong thủy không ngừng luân chuyển, ắt có ngày tìm đến nhà bạn. Cũng giống như tiền tài nhiều vô kể, cách kiếm tiền cũng nhiều nhưng không đếm xuể. Nhưng muốn kiếm nhiều tiền thì phải biết lựa chọn. Sự lựa chọn chính là vận mệnh và cũng chính là tài phú. Không biết lựa chọn, bạn sẽ mất đi phương hướng, từ đó tài phú cũng vượt khỏi tầm tay. Không ai khác, bạn chính là chủ nhân của vận mệnh, là thượng đế của tài phú. 20 năm trước, có một thiếu niên Mỹ 17 tuổi, đầu tóc bù xù, quần áo rách rưới, đeo một cặp kính cận dày cộp. Nhưng sự lựa chọn của cậu ấy là theo đuổi công việc lập trình phần mềm, mở công ty kinh doanh phần mềm. Chính sự lựa chọn này đã cho chúng ta nhìn thấy một Bill Gates và thương hiệu Microsoft của ngày hôm nay. Tỷ phú châu Á đầu tiên, ông Masayoshi Son, người Nhật gốc Hàn, bắt đầu lập nghiệp khi mới 19 tuổi. Trong một năm, ông đã hoạch định tới 40 kế hoạch lập nghiệp. Nhưng cuối cùng, ông chỉ lựa chọn cho mình một con đường lập nghiệp mà ông cho là tốt nhất. Đó chính là kế hoạch SoftBank. Điều này đã đưa tên tuổi của ông vào danh sách các nhà tỷ phú. Trong thời đại thị trường đa dạng hóa ngày một nhanh chóng, chỉ có sự lựa chọn đúng mới có thể mang đến thành công. Walmart Mỹ chỉ lựa chọn ngành tạp hóa bán lẻ. Coca-Cola chỉ kinh doanh nước giải khát. KFC và McDonald's thì chỉ kinh doanh hamburger. Tương tự các thương hiệu nổi tiếng của Nhật như Panasonic, Sony, Sanyo chỉ chuyên về các dòng sản phẩm điện tử.
bạn muốn lập nghiệp. Vậy lựa chọn của bạn là gì? Theo kinh nghiệm phân tích lâu năm về các tỷ phú trên thế giới, thì phần đa tỷ phú có tìm hiểu về cổ phiếu và bất động sản. Trong thực tế, có tới trên 60% người dân Mỹ và Âu Mỹ đầu tư vào cổ phiếu. Đầu cơ cổ phiếu cũng phải biết lựa chọn. Ví dụ như chọn lý luận và nguyên tắc đầu tư, lựa chọn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, lựa chọn loại cổ phiếu nào là đầu tư tổng hợp hay đầu tư chuyên nhất. Hiện nay, có khá nhiều người ưa chuộng đầu cơ ngắn hạn, liên tục đầu tư vào rồi lại rút vốn, cũng như thay đổi cổ phiếu liên tục trên thị trường cổ phiếu. Một năm bận rộn có vẻ giống như cao thủ chứng khoán, nhưng kết quả tiền thì chẳng thấy đâu mà lúc nào đầu óc cũng quay cuồng. Đầu cơ cổ phiếu nhất định phải chuyên nhất, cũng giống như chỉ chung thủy với vợ của mình vậy. Có rất ít các tỷ phú trong và ngoài thị trường cổ phiếu là những cao thủ đầu cơ ngắn hạn, đa phần đều là các chuyên gia đầu cơ dài hạn. Tỷ phú Warren Buffett là ví dụ điển hình nhất. Ông nói với chúng tôi rằng, nếu một cổ phiếu mà tôi không muốn nắm giữ nó trong 10 năm, thì tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến chúng. Đừng quá tham lam, mà hãy bỏ những quả trứng vào cùng một giỏ và hãy chỉ quan tâm đến chúng thôi. Hiện nay, có nhiều chuyên gia cổ phiếu chỉ chuyên tâm vào mấy loại cổ phiếu. Thậm chí trong vòng 2-3 năm, họ chỉ đầu cơ vào một loại cổ phiếu nhưng lại thắng lớn. Nếu bạn muốn đầu cơ cổ phiếu thì chớ quá tham lam. Hãy lựa chọn một loại cổ phiếu có tương lai nhất và hãy yêu thương chung thủy với nó. Nó sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng cho bạn. Những định luật lập nghiệp này thực sự rất có ý nghĩa. Đều là những kinh nghiệm từng trải của các doanh nghiệp nổi tiếng trên thế giới. Hãy cùng chia sẻ để làm tăng thêm giá trị cho bản thân và tăng thêm giá trị cho cộng đồng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.